vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của VC Home. Và những số trước thì Thu Trang đã giới thiệu cho quý vị về biệt thự 2 tầng ở biệt thự phố. Ngày hôm nay tiếp tục lại giới thiệu cho quý vị về những mẫu nhà 1 tầng có diện tích vừa phải và những cái bố trí đơn giản để cho mọi người, những ai mà đang yêu thích nhà vườn này, đang yêu thích nhà 1 tầng, nhà cấp 4 thì có thể là tham khảo nhé. Công trình ngày hôm nay thì được VC Home thiết kế tại Sông Công, Thái Nguyên. Và trước khi đến với công trình ngày hôm nay thì Thu Trang xin giới thiệu sơ lược về VC Home. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ ngay qua hotline để chúng tôi và các kiến trúc sư sẽ trực tiếp hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Ngoài ra, VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin để cho quý vị tham khảo cũng như chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Kênh TikTok VC Home là kênh chia sẻ rất nhiều các mẫu nhà đang hot, đang thịnh hành cho quý vị này. Tiếp theo kênh YouTube VC Home là toàn bộ thông tin chi tiết các công trình quý vị yêu thích và đã được xem trên TikTok. Fanpage và website của VC Home sẽ đầy đủ các hoạt động cũng như các công trình chúng tôi đã và đang thiết kế thi công trọn gói. Nên là quý vị yên tâm, dù cho quý vị đang ở bất cứ đâu thì cũng có thể là liên hệ ngay qua số hotline hoặc là để lại số điện thoại để Thu Trang cũng như là các kiến trúc sư sẽ hỗ trợ trực tiếp cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang hướng tới. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay, như Thu Trang đã giới thiệu là một công trình nhà vườn 1 tầng được xây dựng tại Sông Công, Thái Nguyên. Và với công trình như thế này thì hiện tại đã được xây dựng qua 2 năm. Và những cái nét bên ngoài á sẽ là một cái điểm nhấn rất là lớn, đó chính là cái vẻ đẹp đơn giản và sang trọng, lịch sự. Đó cũng là mục đích tiên quyết mà chủ đầu tư chia sẻ với chúng tôi, là muốn sở hữu một căn nhà vườn chỉ cần đơn giản này, bố trí hợp lý này và phù hợp với khuôn viên sân vườn của gia đình. Và khi mà chúng tôi khảo sát hiện trạng thì cũng có thể thấy là khu đất của nhà anh Thụ thì cũng có lợi thế rất là lớn, bởi vì là khuôn viên rộng. Khi mà rộng như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là dễ dàng để theo hướng hợp mệnh với gia chủ này. Đồng thời lại bố trí được cả khoảng sân vườn dễ dàng nữa, để sau này nhà có công có việc hoặc là chúng ta muốn để các phương tiện giao thông của gia đình thì đều rất là thuận lợi. Đó, chính vì thế mà Thu Trang luôn nói là gì? Khổ đất sẽ là một điều có lợi hay không đối với các chủ đầu tư khi mà xây nhà. Thì với nhà anh Thụ ở đây rất là rộng này, quý vị có thể thấy hình ảnh flycam. Đất thoải mái luôn đúng không ạ? Hơi tiếc một chút đó chính là cái sân của anh Thụ thì anh lại có mong muốn là ở nhà anh hay có công có việc nên là anh muốn cái sân này là để cỗ bàn được nhiều hơn. Chính vì thế mà sẽ hơi ít cái khoảng đất để cho chúng ta trồng cây cảnh. Còn nếu như các chủ đầu tư nào mà muốn là cái sân nhà mình á có thêm cả phần tiểu cảnh, ví dụ như là hồ cá này chẳng hạn, hoặc là thêm một chút gọi là đá tự nhiên để chúng ta trang trí ở sân nữa thì rất là đẹp. Đó, cái này là tùy theo mỗi nhu cầu của chủ đầu tư nha quý vị. Công trình này thì được thiết kế rất là đơn giản thôi, được mang theo phong cách hiện đại này. Cái màu trắng cũng là cái màu chủ đạo mà được chủ đầu tư lựa chọn sử dụng. Đồng thời là xung quanh thì có thêm một số điểm nhấn ở phần hệ thống thân cột, đầu cột cũng như là chân cột đế công trình. Ở xung quanh cửa sổ thì sẽ được ốp gạch thẻ cũng như là sơn những cái màu tối hơn để nhìn từ xa chúng ta nhìn thấy ngôi nhà nhà mình rất là nổi bật. Và màu trắng như thế này kết hợp với gam màu mái ngói là gam màu xanh than thì sẽ góp phần làm nổi nhau hơn. Đó, cái phần mái Nhật như thế này Thu Trang đã giới thiệu ở rất nhiều video rồi. Mái Nhật thì vừa tiết kiệm chi phí, độ dốc vừa phải và thậm chí là có cái thời gian thi công rất là nhanh chóng nữa. Nên là các chủ đầu tư chủ yếu là cũng sử dụng cái hệ thống mái Nhật này rất là nhiều. Và công trình này thì sẽ có hai cái lối sảnh nha quý vị. Quý vị sẽ để ý có một phần sảnh chính ở trước cửa đây và cái một phần sảnh phụ này lát nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong để xem là sảnh phụ dẫn tới như thế nào. Nhưng mà với sảnh phụ như thế này chúng ta sẽ làm đơn giản, chúng ta sẽ không làm hai hệ thống cột này. Chúng ta không cần hệ thống cột ở đây mà chúng ta có được một cái lối như thế này để có được cái độ mở tối đa hơn. Khi mà di chuyển ra phần sảnh phụ như thế này sẽ giao lưu trực tiếp luôn với cái không gian bên ngoài luôn nha quý vị. Vật liệu được sử dụng công trình này cũng khá đơn giản thôi. Tất cả những cái hệ thống cửa sổ cũng như là cửa chính được sử dụng là hệ thống nhôm kính này, lấy sáng rất là tốt cho các không gian bên trong. Và tông màu được sử dụng cũng nhã nhặn nữa. Tông màu cửa kính cũng khá là ăn khớp với lại tông màu chủ đạo của công trình đấy ạ. Ngoài ra như Thu Trang đã giới thiệu rồi, ở chân công trình thì sẽ có thêm một số cái khoảng đất như thế này để chủ đầu tư có thể trồng cây cảnh này.
đó, để giúp cho công trình nhà mình có một số cái điểm xanh, điểm nhấn, nhìn công trình nhà mình sẽ tăng cái độ thẩm mỹ lên. Rồi với một công trình nhà vườn một tầng thì đi theo cái thiết kế thiên hướng là hiện đại đơn giản như thế này thì cũng không có quá nhiều cái chi tiết để Thu Trang sẽ giới thiệu phần đặc biệt cho quý vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong luôn để xem là bố trí của công trình này sẽ như thế nào nhé quý vị. Công trình này thì được thiết kế với kích thước như sau. Mặt tiền ở đây rơi vào 12m, hơn 12m một chút chưa tính phần sảnh phụ nha quý vị. Đó, và chiều sâu ở đây, chiều sâu lên đến cũng sấp xỉ là 12m. Chiều sâu là toàn bộ cái phần tim trục đây ạ. Đó, sấp xỉ 12m. Đi từ sảnh chính vào thì đầu tiên sẽ là không gian phòng khách kết hợp với không gian phòng thờ. Diện tích ở đây lên đến 45m2. Quý vị có thể thấy là với cái diện tích như thế này chúng ta hoàn toàn có thể để bộ ghế rất là lớn này, và phòng thờ vẫn có được cái không gian riêng tư nhất định cho phòng thờ, rất là ấm cúng, được chưa ạ? Và với phòng khách như thế này thì chúng ta cũng có được những cái trang trí nữa, ví dụ như là vách tủ tivi, hoặc là tranh trang trí, tranh treo tường, hoặc thêm những cái đồ decor nữa. Thu Trang nghĩ là với cái diện tích 45m2 như thế này thì các chủ đầu tư cũng khá là dễ dàng để decor cũng như là thiết kế nội thất cho gia đình mình. Đi sâu vào bên trong thì sẽ là không gian bếp ăn, diện tích rơi vào 24m2 này. Đó, bếp thì được đặt hướng ở mệnh gia chủ. Và với cái lối phụ mà Thu Trang đã giới thiệu ở đầu video, đó chính là từ khu vực bếp chúng ta sẽ đi di chuyển trực tiếp ra lối phụ như thế này, tiện lợi trong công việc. Khi mà chúng ta có công có việc, chúng ta có thể là di chuyển trực tiếp vào bếp chứ không cần đi qua phòng khách nữa. Từ cái khu vực bếp này cũng có một lối để chúng ta đi ra ngoài sân sau, sân ướt của công trình. Đó, rất là tiện lợi. Và vệ sinh trung tầng ở đây, vệ sinh chung rơi vào diện tích là 4m2, cũng khá là rộng rãi, được chưa ạ? Tiếp theo, còn khu vực phía bên trái thì sẽ là các khối ở này. Dành cho khối ở thì đầu tiên thì sẽ là một phòng ngủ nhỏ gần bếp luôn, diện tích rơi vào 14,5m2. Đó, vẫn bố trí ánh sáng rất là tốt bằng cái hệ thống cửa sổ lớn này nhé quý vị. Vẫn có thể là bố trí được cái diện tích này, hoàn toàn tôi chẳng nghĩ là sẽ rộng thôi, bố trí được giường cũng như là tủ cũng như là kệ tủ tivi, rất là tiện lợi. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai, diện tích rơi vào 16m2, rộng hơn một chút và bố trí cũng có thể là tương tự với phòng ngủ ban nãy. Và một phòng ngủ master nữa, một phòng ngủ master này diện tích lên đến 20m2 này, có vệ sinh riêng rộng 7m2 này, được chưa ạ? Rất là rộng rãi. Và với phòng ngủ như thế này thì có cái hướng ra phía mặt tiền của công trình, được bố trí cũng có cửa sổ lấy sáng rất là tốt nữa. Bất kỳ là phòng ngủ nào từ nhỏ cho đến lớn thì các kiến trúc sư sẽ ưu tiên về cái phần bố trí ánh sáng cũng như là lối thông thủy như thế nào để cho tiện lợi cho người sử dụng là cái thứ nhất, và cái thứ hai là tốt cho sức khỏe cho mọi người nữa. Nên là mọi người yên tâm, chúng ta bố trí được một cái diện tích cho công trình dù cho nhỏ hay là lớn thì đều được các kiến trúc sư sẽ quan tâm tới cái nhu cầu sử dụng và cái lợi ích sử dụng của mọi người là trên hết nhé quý vị. Rồi ạ, có thể thấy là với một bố trí công năng cũng khá là đơn giản và dễ dàng di chuyển như thế này và cũng thuận lợi nữa, thì tôi chẳng nghĩ là đây sẽ là một gợi ý thú vị cho những ai đang cần xây dựng một căn nhà một tầng có công năng là 3 phòng ngủ. Và nếu quý vị đang có mong muốn là sở hữu một công trình như thế này, hoặc là như thế nào mà chúng ta đang muốn thiết kế theo ý thích, thì cũng có thể là để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với hotline của VC Home để các kiến trúc sư của VC Home sẽ hỗ trợ trực tiếp cho quý vị. Còn bây giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo. Xin chào quý vị.